Ngày 13 tháng 7, tàu Phú Quý 07 chạy tuyến Phú Quý Phan Thiết của Hợp tác xã Vận tải Biển Phú Quý đang neo đậu tại cảng cá Phan Thiết, Bình Thuận để tiến hành sửa chữa sau khi bị Cục Đăng kiểm Việt Nam đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Những nhân công trên tàu cho biết, con tàu này đã bắt đầu sửa chữa được 3 ngày nay. Tàu Phú Quý 07 được đóng vào năm 2001, có chiều dài 38 m, chở tối đa 150 người. Con tàu trên bị phát hiện nhiều điểm thiếu an toàn như buồng máy bị đọng dầu, hỏng hóc, phao bè cứu sinh mất khả năng tự nhả, trang thiết bị cứu hỏa hư hỏng. Ngoài ra, tàu Phú Quý 07 còn được tự ý bổ sung công năng chở hàng đông lạnh mà chưa được cơ quan chức năng cho phép. Trong thời gian gần đây, hành khách đi tuyến Phan Thiết Phú Quý đã rất bức xúc với tình trạng tàu Phú Quý 07 không kiểm soát được hành khách có vé hay không có vé và cho tất cả mọi người lên tàu. Những người không có vé sau khi lên tàu được nhân viên tàu thu tiền. Do tàu chở quá tải nên hành khách phải leo lên nóc tàu chơi bạc ngồi tạm, ngồi chen chúc trong tàu. Nhiều nhóm hành khách còn bày bàn nhậu ở giữa hành lang các lối đi, gây nên cảnh bát nháo trên tàu Phú Quý 07.